Hiện nay, nhiều người trong độ tuổi 25 đến 35 tưởng như khí lực tràn trề, thế nhưng lại thường xuyên bị đau nhức lưng, vai, cổ gáy, căng cơ tay chân. Phổ biến nhất là giới văn phòng, tài xế, người nội trợ. Theo quan điểm của y học cổ truyền, thông bất thống, thống bất thông, có thể hiểu là cơ thể đau do khí huyết lưu thông kém. Để giải quyết vấn đề này, cần nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, chứ không phải là tùy tiện sử dụng thuốc giảm đau. Một phương pháp giúp cơ thể sản sinh ra chất endorphin tự nhiên để xoa dịu cơn đau mỏi là sử dụng máy kích thích dây thần kinh qua da, tức transcutaneous electrical nerve stimulation. Trước đây, những chiếc máy như thế này được ứng dụng trong ngành y để giảm đau mà không lệ thuộc vào các loại thuốc nhiều tác dụng phụ. Hiện nay, với sự tiến bộ về mọi mặt của đời sống, chỉ với ít phút truy cập vào các trang thương mại điện tử, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một thiết bị tiện ích như thế này. Do công việc ngồi máy tính khá nhiều nên tôi hay thường bị đau vai, cổ và gáy. Từ khi sử dụng sản phẩm này, tôi thấy rất là hiệu quả. Máy thì có chức năng nhỏ gọn, mình có thể mang đi đâu cũng được. Sạc 30 phút thôi, nhưng mà mình có thể là sử dụng được 5 giờ liền. Tôi rất thích sản phẩm này. Theo công ty Vina Healthcare, nhà phân phối độc quyền sản phẩm massage thông minh Fit Connected, phát xung điện, được điều khiển bằng smartphone. Khi sử dụng cho vai gáy, thắt lưng, bắp tay bắp chân, máy tạo ra dòng điện sinh học, giúp giảm đau cơ, thư giãn cơ bắp. Thông qua chương trình mô phỏng châm cứu bằng xung điện nhẹ, máy cũng hoạt động như một tác nhân hỗ trợ khơi thông khí huyết. Người sử dụng cần tự trang bị một số kiến thức đông y cơ bản như nhận biết vị trí huyệt liên quan đến các đường kinh lạc trong cơ thể để sử dụng hiệu quả hơn. Chẳng hạn như lòng bàn chân có huyệt Dũng Tuyền giúp chữa đau đầu, mất ngủ, thải độc thận. Khuỷu tay có huyệt Khúc Trì giúp giải cảm, hạ huyết áp, tăng đề kháng, vân vân. Một trong 7 chương trình của thiết bị được người làm công việc văn phòng và những người thường xuyên vận động yêu thích là massage theo nhịp điệu âm nhạc, thông qua những bài nhạc có sẵn trong máy hoặc tải từ Internet. Kết nối không dây Bluetooth và điều khiển toàn diện bằng ứng dụng cài đặt trên smartphone cũng giúp tạo sự thuận tiện và cảm giác thư giãn tối đa.